em xin phép tất cả các anh các chị nha, mà cái mà thứ nhất là chú giàu, tại vì chú giàu giống như là thầy nhạc của mình vậy. em muốn tập rồi, em muốn tập cái bài này phải nói là em rất là thích, nhưng mà để sẵn có ban nhạc ở đây em tập luôn ha chú giàu ha. Ông Chánh, cái bài mà lên đỉnh phù vân á. Anh Hùng biết cái bản lên đỉnh phù vân anh Hùng. Không biết lên. Dạ. Dạ nhưng mà em đang tập hết.